Tỏ tình Hoàng Mỹ được phát sóng định kỳ vào lúc 19:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàng Mỹ. Và tôi là Ngô Phương Anh, rất vui được đồng hành cùng với chương trình. Và đây là 8 chàng trai của chương trình. Một tuần không gặp các em có khỏe không? Dạ khỏe. Có điều gì thú vị xảy ra trong cuộc sống của các em trong một tuần vừa qua không? Em thì chỉ thấy nhớ mọi người đây, thì thật nhanh đến thứ 6 để gặp mọi người. Thầy cũng vậy trời. Nghe nó cứ giải chân cái gì vậy. Anh cũng có cảm giác như vậy. Anh cũng mong thật nhanh để gặp chị Phương Anh. Gặp chị Phương Anh. Ai em hiểu anh. Ai em hiểu anh. Thì ra là vậy. Rồi, cảm ơn các em. Và bây giờ thì mời các em về vị trí của mình nha. Xin mời. Chị cũng vậy đó, một tuần chị cũng mong trôi qua thật là nhanh để chị có thể sớm gặp lại những gương mặt thân quen này. Anh ơi. Và đặc biệt là quý vị khán giả nữa. Ngồi xuống đi anh. Ngồi xuống đi anh. Trời ơi. Khi mà các em thích một cô gái á, lúc mà các em muốn tỏ tình với cô ấy thì không biết các em sẽ tham khảo cách tỏ tình ở đâu ha? Trên mạng. Trên mạng á? Anh Bin nè, Google nè, anh Bin là hay tra Google nè. Cái gì khó có Google. Thời đại 4.0 mà phải không? Có gì thắc mắc thì mình cứ lên mạng, đúng không? Theo em á thì nếu mà mình thích một người nào đó, mình muốn tỏ tình với người đó thì phải làm bằng trái tim nha. Kiểu như mình phải xuất phát từ trong lòng của mình phải có sự chân thành và mình cho người đó biết được cái sự chân thành của mình. Đó là lý thuyết của em. Nhưng mà thực tế thì em chưa làm được. Còn các em thì sao? Thường thì các em sẽ tỏ tình như thế nào? Các em nhắn tin hay là hẹn gặp nói trực tiếp, hay là dùng một tín hiệu nào đó để tỏ tình với người bạn gái ấy? Đối với em thì sau khi tìm hiểu một thời gian thì em sẽ có một cái thế lực nào đó mà sẽ giúp em mà có thể can đảm nói ra ấy chị. Thì những lúc tỏ tình là những lúc em cảm thấy em xến xúa nhất. Tại vì em cũng muốn là một phần gì đó mình kể lại quãng thời gian vừa rồi mình đã tìm hiểu nhau như nào và mình đã có những gì với nhau, thì lúc đấy thì bộc lộ hết ạ. Và em sẽ kết câu cuối là em là bạn gái anh nhé. Nhưng mà cái đó là em sẽ tự nghĩ ra khung cảnh tỏ tình của mình, hay là em sẽ hỏi người thân, hỏi bạn bè đã, hay là lên mạng? Em sẽ tự nói hết là bằng trái tim em ạ. Chứ không như bạn em. Bạn em tra Google này.
em tra được có gì hay ho không? Em truyền lại cho các anh em ở đây được biết với. Em nhiều lắm, trời ơi, trong cái album ảnh của em chụp lại rất là nhiều lời tỏ tình xến xúa. Tưởng trong tin nhắn là tỏ tình nhiều chứ. Có những người càng lưu về nhiều thì càng không có đối tượng để tỏ tình. Đúng rồi. Không phải. Cậu biết tại sao? Nhưng mà cậu biết tại sao tôi lưu không? Tôi lưu để tôi học trước, tôi sợ tôi đến khi mà tôi nói tôi ấp úng tôi không nói được. Thế là không chân thành rồi. Không phải, ý là mình tra Google nhưng mà những cái câu nào mà cảm thấy đồng cảm với mình mới lưu lại chứ, đúng không? Chứ phải câu nào mình cũng nói đâu, đúng không? Thế nên là mình phải xem trước, mình phải có chuẩn bị trước để cái buổi tỏ tình ấy nó diễn ra thật là êm đẹp. Và tỷ lệ thành công nó cao hơn, em nghĩ là có sự chuẩn bị cũng sẽ tốt hơn chị ạ. Học lấy. Còn Quang Trường thì sao em? Nếu mà là em thì em sẽ tìm một cái mối cảnh hợp với những cái không gian đó. Và em sẽ tìm, trong cái thời gian đó thì em cũng đã tìm hiểu được cô người mà em thích là thích những cái gì, thích ăn cái gì, thích những cái gì. Em sẽ tạo nên một cái bối cảnh do chính tay em làm rồi tỏ tình các thứ. Đồ đó. Đó kiểu như vậy. Chương trình tỏ tình hoàn mỹ nè. Em muốn cái gì sẽ có cái đó. Phong cảnh như thế nào luôn á. Còn Gia Long, em thì sao? Sao em giật mình đây? Đang nghĩ hả? Dạ em á hả? Em nếu như thật sự nha, nếu như mà em mà được đầy đủ điều kiện kinh tế và có thể làm một cái màn tỏ tình với lại người mà mình yêu thương thì em sẽ lên mặt làm một cái em sẽ làm một cái vườn hoa trên Đà Lạt, cái xong rồi em thuê trực thăng cho bạn gái em nhìn từ trên cao xong rồi. Mà bạn gái của em là một người em biết trong tương lai bạn gái của em là một người rất là cá tính, cho nên là bạn gái của em sẽ đu từ trên trực thăng đu xuống. Cho nên là bạn gái của em sẽ đu từ trên trực thăng đu xuống. Trời ơi, đánh lại trên đó. Dữ vậy. Chị ơi, em tự nhiên nhớ ra một chuyện. Giống kiểu Hưng ngày xưa thích hẹn hò trên cây. Hưng ngày xưa thích hẹn hò trên cây. Đây. Sao Hưng, sao em? Sao? Hưng ơi, ơi. Quá khứ em ngày xưa là nó bảo là cái buổi hẹn hò mà lý tưởng nhất là nó muốn ở trên cây chị ạ. Em vẫn còn ôm ấp cái ý tưởng đó mà đúng không? Em đã chôn vùi cái kỷ niệm thật là xấu xa đấy từ lâu rồi nhưng bạn em lại đào lại. Cậu ơi, đấy là sở thích mỗi người mà, có xấu xa đâu. Không, tôi thấy như thế là cá tính ấy cậu ạ. Cá tính mà leo cây là... Thực ra nói như thế thôi nhưng mà đối với bản thân của em, không biết có ai giống em không, nhưng mà khi mà em yêu và em bị ngại nói ra lời tỏ tình, em sẽ thay vì làm cái hành động để cho hai người tự hiểu, còn cái việc mà em kiểu tỏ tình mà không hiểu sao em cứ bị khó để có thể nói thành lời, cho đến khi mà cô ấy phải giục là tại sao anh phải nói ra cái câu mà anh thích em đi để em còn chắc chắn yên tâm thì em mới nói, còn không là em không hiểu sao bản thân em cứ bị chôn trong lòng ấy mãi mà em không sửa được cái tật đấy. Thế nên là cậu mới ngồi đây lâu đấy. Ngồi lâu là đúng rồi, ngồi quá lâu rồi đấy. Có nghĩa là em phải đợi người con gái đó hỏi rồi em mới nói. Vâng, nhưng mà khi mà bọn em gặp nhau thì em sẽ làm thế nào cho người con gái đấy biết rằng là em đang rất là yêu và đang rất là thương người ấy. Nhưng mà để nói ra thành lời, một là phải mượn rượu để nói, hai là người con gái giục em thì em mới nói được. Em thì cũng có phần giống Hưng, tức là em thường là em sẽ không bao giờ chủ động bị ngại tỏ tình, mà em thích đợi trên cây. Em lại tưởng anh thích trên cây. Em đợi bạn gái giục mình thì mới nói, nhưng mà em cũng giống Hưng là em sẽ thể hiện cho bạn là bạn em thích bạn ấy, và khi mà em crush một ai đấy thì em chỉ crush khi mà em cảm giác là bạn đấy cũng thích em, thì thường là em sẽ nhắn tin và em sẽ thể hiện cái sự thả thính trên tin nhắn, trên story, và em sẽ tạo những cái tình huống kiểu vô tình ấy chứ không phải là em cố tình nói chuyện với bạn ấy, và nó sẽ mọi thứ nó sẽ tự nhiên hơn. Và cái câu mà anh yêu em thì em sẽ là người chủ động nói, nhưng mà
phải để người ta dùng em thì em mới nói. Cái kiểu cảm giác bị sợ ấy, bị sợ nói ra cái câu tỏ tình rồi không bị từ chối. Đúng rồi, em rất là sợ câu đấy, tại vì là em ám ảnh ngày xưa em đã từng như thế rồi và em lụy trong vòng mấy năm trời, vì thế là em rất là sợ nói ra cái câu đấy mà không được chấp nhận. Vì thế em phải đợi đến lúc nào thật là chắc chắn, thật là chắc chắn, thật là chín muồi thì em mới dám nói hoặc là bạn đi dùng. Em bị không nói được, ý là đứng trước người mà mình thích ấy, em kiểu bị chân tay run lẩy bẩy, em không nói được câu nào cả. Không biết bày tỏ. À thảo nào. Nên là em phải tra Google. Chắc phải copy quá. Chị lại nghĩ là các em ngồi ở một chương trình tỏ tình hoàn mỹ cũng có những gương mặt ngồi rất là lâu như vậy thì sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để tỏ tình chứ. Vì không có kinh nghiệm nên mê. Nếu mà nhiều kinh nghiệm thì anh Hưng đã về lâu rồi. Hả? Bây giờ thì mình sẽ gặp gỡ một cô gái. Chưa chị, em còn câu cho hỏi mà. Chưa hả? Vậy thì chị Ngô Phương Anh, chị thích được tỏ tình như thế nào? Em thấy mà trong chương trình này mà không có anh Huy là chị Phương Anh là sẽ không bao giờ được trải lòng luôn á. Sao em hỏi gì em? Chị Ngô Phương Anh à? Ừ. Chị thích được tỏ tình như thế nào? Một cách chân thành nhất. Chân thành như thế nào? Chân thành với chị nào? Như nào là chân thành? Chị cảm nhận đó là một màn tỏ tình chân thành thì chị thích thôi. À. Và ngoài ra thì khung cảnh bên ngoài thì chị thích như thế nào? Chị thích lãng mạn. Lãng mạn. Giống như chương trình của mình vậy đó. Chị rất là thích những đâu? Cái màn tỏ tình của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Chị có thích bất ngờ không chị? Chị rất thích bất ngờ. Chị có thích Rồi, chương trình nào? Tại và chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính. Không em, kiểu như là một tuần mới được gặp một lần nhưng mà mỗi lần chút đi đó. Dần dần nè. Tích tiểu thành đại. Tích tiểu thành đại. Anh nghĩ là thí dụ như tới năm anh khoảng 42 tuổi thì cũng hiểu được chị Phương Anh. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để chào đón nữ chính ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn. Nếu em thích một người, dù anh ở độ tuổi nào, thân phận gì, nghề nghiệp gì, thì em đều dùng hết sức lực để thích anh. Nếu không thích, cho dù anh có hoàn hảo đến đâu thì em cũng không thể lừa dối bản thân. Đó chính là em. Phải chi sự hơi tâm đó hơi biết dành cho em. Anh cảm giác như là cô gái này là một cô gái mạnh mẽ, cũng cá tính lắm á. Em thấy hơi sâu deep ấy. Đó, bạn khẳng định là nếu như anh có hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa mà em không thích thì cũng bye. Tự nhiên em cảm thấy như là bạn này rất là sâu deep chứ không có mạnh mẽ cá tính đâu, mà rất là trầm lắng và rất là sad girl. Sad girl. Vậy để biết xem cô gái này có giống như cảm nhận của các em hay không thì bây giờ chị xin mời sự xuất hiện của nữ chính Tỏ Tình Hoàn Mỹ ngày hôm nay nha. Xin mời em. Em chào chị MC, em chào 8 chàng trai. Em là Nguyễn Minh Trang, em đến từ Hà Nội. Em sinh năm 1998. Và trong ngôn tình yêu của em là: chào anh, em là người tốt, mong mai mốt mình là người yêu. Wow. Quá trời thính rồi. Rất thẳng thắn nha. Rất là ấn tượng. Chắc là em cũng tra Google giống như anh Vin hả? Nghe quen lắm nè. Có không em? Em có lưu lại khoảng tầm
tầm 5 tháng trước rồi và bây giờ hôm nay em mới có cơ hội dùng ạ. Nếu em có thiếu thì đây được một kho nha. Anh có khoảng 4.000 cái ảnh lưu đó. Những câu thả thích. Rồi, bây giờ mời các em ngồi xuống để chúng ta tiếp tục trò chuyện với Minh Trang nha. Lúc nãy thì khi xem đoạn clip của em, có vài bạn nam ở đây nhận xét em là một người mạnh mẽ, cá tính, đúng không? Vậy em có phải là một cô gái mạnh mẽ không? Thực ra là ở trong công việc, ở trong cuộc sống thì em rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ở trong chuyện tình cảm thì em không hề. Bởi vì em cũng là con gái thôi, cho nên là buồn là khóc, vui vẫn em vẫn cười. Chị thấy hình như là Trang hơi run. Dạ em hơi run ạ. Tại vì đây là lần đầu em lên tỏ tình cho nên em hơi run. Cố lên Trang ơi, cố lên Trang ơi. Anh em đâu? Anh em đâu? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Trời, chị năng lượng cho Trang nha. Trang đang rất là run luôn á. Có cái gì mà cho bạn hết run được không nhỉ? Anh Minh, dạ. Bây giờ Trang đang rất là run. Em có thể tặng một bài hát để truyền năng lượng cho bạn được không? Hay quá. Hay quá, Bin ơi. Chị kêu anh Bin là chị phải kêu em. Em phải hát. Em phải hát. Em phải hát. Ok, mời ca sĩ hát nha. Ok. Ok. Ôi. Xin mời hai em lên đây luôn. Đến gần bạn nữ một chút để chị có anh Huy mới hát được thôi. Anh em tử phẩm rồi đó. Bạn đang rung đấy. Ok. Hello em. Dạ, em chào anh. Hello em. Ok, bây giờ tụi anh lên đây cũng muốn tặng cho em một bài hát. Nếu em muốn thấy hình thì nhìn bên đây. Nếu em muốn thấy hình thì nhìn bên đây. Còn muốn em... Còn muốn em... muốn thấy đường tiếng. Thấy lời. Đây là một màn phối hợp song ca. Vâng, em hiểu. Rồi, em muốn nghe âm thanh thì nghe thôi, khỏi cần nhìn bên kia cũng được. Ok. 3, 2, 1. Biết em đã có người ở gần bên. Biết em đã có người ở gần bên. Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông bão tố chẳng quan bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm. Kẻ si tình mây rộn ở phía sau thầm nhớ mong em mây bề. Vì say mê. Ánh mắt say luột ca bờ môi. Ánh mắt say luột ca bờ môi. Oh my god. Hay quá. Rap. Hết rồi em ạ. Tuyệt vời. Trời. Bây giờ Trang đã đỡ chưa? Trang đã đỡ rung chưa? Em thấy xong em hoang mang về anh Trung Huy quá. Ủa em thấy sao về giọng hát của anh Trung Huy? Em thấy giọng hát rất là hay nhưng mà cái khẩu hình miệng thì hơi lạ một chút. Tại vì anh thấy trong MV người ta làm như thế em, người ta hát người ta cũng phải người kia. Không, ý em là cái khẩu hình miệng và cái lời hát thì nó hơi kỳ nhau. Tại đĩa nó hơi dấp cho em. Em thông cảm, em thông cảm nha. Nhưng mà quan trọng là em đã có sự thoải mái giờ, đỡ rung chưa? Em đã đỡ hơn một chút rồi, em cảm ơn hai anh. Cảm ơn em. Cảm ơn hai em. Quên nói. Và ngày hôm nay Minh Trang đến đây vì một chàng trai như thế nào nè? Em đến đây vì một chàng trai rất là ấm áp. Rất là đẹp trai. Rất là hoàn hảo. Wow. Hoàn hảo. Wow. Em thấy đá mắt sang bên chỗ anh Trung Huy hơi nhiều nha. Hả? Em thấy bạn đá mắt sang chỗ anh hơi nhiều. Thời tới anh ơi. Chắc rồi. Thời tới rồi. Ấn tượng giọng hát anh Huy rồi. Không thì nãy giờ bạn gợi ý thì chị thấy ở đây ai cũng ấm áp hết. Mà tất nhiên là ai cũng đẹp trai hết. Còn hoàn hảo thì chị chưa biết. Nhưng mà có lẽ là trong mắt bạn người này sẽ rất là hoàn hảo. Nhưng mà hoàn hảo trong mắt Trang là sao? Hoàn hảo ở trong mắt em tức là một người em thích. Em nhìn người đấy dù người đấy có khuyết điểm hay là có tật xấu gì thì em cũng đều thích người đấy. Em thấy người đấy rất là hoàn hảo.
Rồi, bây giờ thì em chia sẻ cho chị người đó là ai nha. Mời em. Dạ. Trang ơi, trước khi em lựa chọn ấy Trang, thì anh nghĩ rằng là em nên nhìn kỹ, tại vì trong ảnh nó cũng giống ngoài đời cho lắm ấy. Thì em nên nhìn kỹ để chọn nha. Nhưng mà em ấy nói rồi, cho dù có khác hay là giống gì đó, vẫn hoàn hảo. Có hình Minh Hưng là chỉnh thôi. Tự nhiên em nhìn ở ngoài em lại không nhận ra anh Minh Hưng. Em nhìn ở ngoài em lại không nhận ra anh Minh Hưng. Trời ơi. Trời ơi, sao tội nghiệp anh. Từ đâu tìm. Ủa sao vậy em? Hơi khác với trong ảnh một chút. Còn tối sao? Thấy chưa? Cậu ơi. Thấy chưa? Hưng ơi. Nói rồi cũng tin. Đôi khi sự hoàn hảo nó chỉ qua tấm hình thôi. May á. Chị cũng đang rất là tò mò chàng trai hoàn hảo là ai. À, thấy là có nhiều cái sự chọn xong xó. Xó xong chọn. Cảm ơn em. Cảm ơn Minh Trang. Chị đã biết được chàng trai hoàn hảo là ai rồi. Wow. Chị Phương Anh kiểu chứ. Như này cũng hoàn hảo á. Như này hoàn hảo gì. Hay vậy ghê. Đó. Có những khoảnh khắc hiểu không? Khoảnh khắc mà kiểu như chị Phương Anh vừa xem cái người chọn là ai, cái kiểu như hoàn hảo hả? Hoàn hảo hả? Không giấu được cảm xúc á. Đúng rồi, đăng người nhưng mà tự nhiên bỗng nhiên sượng lại. Không có, đừng có nghĩ như vậy nha. Người này cũng trong mắt của chị cũng khá là hoàn hảo đó. Khá rồi đi chưa? Khá rồi chứ đâu hoàn hảo. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về bạn Minh Trang nha. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ đến với phần từ khóa. Chào mừng quý vị khán giả đã quay lại. Mọi người. Wait a minute. Sao vậy ông Quang Trường? Chúng ta xin phép một tí. Trời ơi, có chuẩn bị trước nữa. Trường như kiểu ảo thuật gia nhở. Cái khăn này không nhét ở quần hay là buộc cổ luôn ấy. Em thấy bạn nữ mặc cái váy hơi ngắn. Cần gì là gọi Trường có hết. Trường là Doraemon à? Mặc áo là thấy giống Doraemon rồi. Minh Trang, em có thể chia sẻ thêm về mình không? Về công việc nè, rồi hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở đâu? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em thì làm rất là nhiều việc. Việc thứ nhất đó là em làm marketing cho một công ty về thuốc. Việc thứ hai là em có mới mở một chiếc quán nho nhỏ. Và em có làm về TikTok nữa. Wow. Cho anh hỏi cái quán của em mở là quán gì? Quán em mở là quán phụ kiện và quà tặng Hot Trend. À. Ở trên đường nào nhỉ? Để hôm nào Long mà có dịp ra Hà Nội, Long vào ủng hộ. Quang Trung Hà Đông ạ. Quang Trung Hà Đông. Ok. Ngay gần chỗ em luôn á. Em ở Hà Đông luôn á. Một sự trùng hợp không hề nhẹ. Tại vì hồi nãy chị xem cái clip beauty của em, ở cuối clip hình như là có một dòng chữ gì đó, đúng không mọi người? Dạ đúng rồi. Vâng, dòng chữ đấy đó là phải chi cái sự quan tâm đấy là dành cho em. Em là người nói ra câu nói đó. Vậy là em crush người ta đúng không? Đúng rồi ạ. Vì em crush người ta cho nên là em mới xuất hiện lên đây. Đúng rồi. Vậy là các chàng trai ở đây có hay quen với Minh Trang không? Em đoán nha, nếu mà bạn ở Hà Nội thì một là Minh Hưng, hai là Quang Trường. What? Ba là Căn Chun. Bốn là anh Bin. Bốn là Lohan. Ủa, sao em đoán mà hơi nhiều ta? Nói một hồi là tất cả đấy cậu. Anh có thể đoán là anh mà. Chắc là anh. Tại sao lại là dòng chữ ấy? Từ lúc đấy là em cảm nhận được tình cảm của người đấy. Thực ra là tình cảm của người đấy không phải dành cho em, mà dành cho một người khác. Cho nên là em cảm nhận và em ước gì tình cảm đấy là dành cho em.
Và còn sâu xa hơn thì em sẽ tiết lộ sau đó. Rồi, wow. Thôi bây giờ mình tìm hiểu sâu xa hơn ha. Dạ. Rồi, để tìm hiểu sâu xa thì xin mời các bạn chúng ta cùng đến với phần từ khóa của Minh Trang. Xin mời từ khóa. Oh. Liều. Oh. Liều nha. Liều. Quang Trường. No. Oh. Oh. Ồ, oh, em ô liền. Tự nhiên mắt em nó đập phát vào chiếc liều. Cho mình hỏi Trang là có một cái từ khóa tự nhiên bật lên cái đập thẳng vào mắt luôn, chữ liều. Liều. Ồ, mình đang tò mò về cái chữ đó. Anh nghĩ sao về từ này? Nghe nó hơi nguy hiểm một xíu nhưng mà nó vẫn rất là tò mò. Liều thì ăn nhiều. Anh cho anh đoán được không? Dạ, anh đoán đi ạ. Anh nghĩ là ví dụ như ngày hôm nay em đến đây thì là em cũng đang đánh liều, em cũng đang bất chấp rất nhiều thứ, mặc dù anh biết là em run rồi, em tâm lý này kia, nhưng mà em chấp nhận để em đến đây và em tỏ tình ở đấy thì là cái sự liều của em, tỏ tình và chủ động làm mọi thứ để có được tình cảm của người đó. Really? Wow. Đó chỉ là một phần thôi ạ. Oh. Còn em thì nghĩ nhá, bạn ấy liều trong lĩnh vực công việc nữa. Bạn ấy mở một shop đồ thì em nghĩ bạn ấy cũng liều. Anh nghĩ thế không? Giờ anh mới nghĩ thêm cái điều đó. Các em nghĩ sao? Mời canh chun. Trong đầu em cứ đang bị suy nghĩ là lẹ để mình hỏi câu tiếp theo. Sao mà nóng vội quá vậy? Biết vì sao mà mình hỏi câu tiếp theo không? Tại vì từ lúc mà bạn nữ lên sân khấu, bạn nữ nhìn tất cả mọi người nhưng mà trừ em. Chưa quay ra nhìn em một cái nào luôn á. Rồi. Nên là em muốn hỏi bạn nữ quay ra nhìn em để em có thể nhìn bạn nữ một cái. Em đang nhìn anh này. Say nắng đấy, cẩn thận căng chun ạ. Rồi nhìn vậy là đủ chưa em? Dạ đủ rồi. em chỉ cần một ánh mắt bạn nhìn thấy em thôi. Tại vì em ngồi ở cái vị trí mỏi cổ quá. Thế thì em quay về bên này nhá. Ô, đổi chỗ hay không được? Wow. Em có muốn đổi chỗ cho bạn nhìn em nhiều hơn không? Dạ thôi. Trong cuộc sống của các em có bao giờ các em làm gì đó liều chưa? Trong cuộc sống của em thì nó gắn liền với chữ liều. Gắn liền với chữ liều. Vâng, bởi vì là em kiểu em hay bất chấp em làm mọi việc ấy. Về công việc nhá, em từng mở quán giày này, mở quán quần áo này, mở quán cắt tóc này, mở phun xăm thẩm mỹ này, em mở rất là nhiều. Nhưng mà kiểu như là so số độ tuổi của em còn quá nhỏ ấy, để mà điều hành những cái công việc như thế. Nên là em đã dừng lại đi, bớt đi một phần. Vậy thì bây giờ mời Minh Trang chia sẻ về từ khóa này của mình nha. Thật ra là em là một cô gái rất có máu liều. Em cực kỳ kiên định với những quyết định của mình. Và những dẫn chứng liều của em, đầu tiên đó là vào năm 2016, sau khi em mới ra trường cấp 3 ấy, em mới học xong cấp 3 thì em đã quyết định nhập quần áo về bán. Em nhập một khối lượng rất là nhiều về bán. Tuy rằng lúc đấy là em chưa có kinh nghiệm gì và tiền thì cũng ít. Thì và cái kết quả sau đó là em lỗ. Cái số quần áo còn lại thì em sẽ cho hoặc là tặng hoặc em bán rẻ, và đến bây giờ thì ở nhà em vẫn còn một chút. Và cái quyết định thứ hai liều của em đó là năm 2018, trong khi em đang học đại học và em đã quyết định mua nhà. Đó là một quyết định liều lĩnh nhất của em, với một phần hỗ trợ là từ mẹ và còn lại thì em trả góp. Đến bây giờ thì em trả xong rồi. Wow. Giỏi quá. Giỏi quá. Ừ.
đại học đã mua được nhà và cái rồi. Điều em thấy gần đây nhất đó là khoảng tầm 3 tuần trước thì em chưa có một suy nghĩ gì trong đầu nha, và em có đi xung quanh cái khu nhà em thì em thấy chưa có một chỗ nào, chưa có một quán nào bán về phụ kiện quà tặng cả, thì em mới suy nghĩ lé lên trong đầu là em sẽ mở quán phụ kiện và quà tặng, một quán rất là kiểu cute baby. Set up em nhập hàng, em làm tất cả mọi thứ. 2 tuần sau thì em đã khai trương, tất cả chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, ai cũng bất ngờ vì điều đó. Wow, anh bất ngờ. Em quyết đoán quá ha. Đó là cái liều của em. Anh thấy em là một cô gái cực kỳ quyết đoán. Em quyết đoán trong mọi việc, chỉ cần em nghĩ trong đầu cái là em sẽ làm luôn, chứ em không bao giờ để ngày mai hay ngày kia cả. Cái hồn câu là trước khi em đến đây thì cái suy nghĩ mà em crush cái một trong 8 anh ở đây á là trong vòng khoảng bao nhiêu lâu? Mới sáng luôn á. Mới sáng luôn á. Mới sáng lướt YouTube xong. Lều. Lều. Đi luôn. Lên tỏ tình, alo, lên tỏ tình. Thực ra cái này cũng là một quyết định liều lĩnh của em, khi mà em không biết người ta có thích mình hay không. Và em đã liều vượt qua tất cả mọi thứ để em vào đây, để đứng đây và tỏ tình với người đấy. Wow. Sau những lần mà em liều lĩnh á, thì em cảm thấy là mình được nhiều hay là em mất nhiều? Em thì em chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Em luôn luôn thấy mọi thứ em làm là đúng. Đến thời điểm hiện tại thì em rất là happy với những gì em có và em làm. Và cái quán em mở ấy là quán phụ kiện và quà tặng. Quán của em tên là Han. Và tức là quán em là sản xuất bán về quà tặng, cho nên là em có rất nhiều quà. Wow. Em không thiếu gì quà, em chỉ thiếu người yêu thôi. Cho nên là hôm nay em đã mang những món quà đến đây để tặng cho các anh ở đây. Wow. Tùng dinh dinh, tùng dinh dinh. Ôi chị ơi, thiệp của em có từ I love you. What? Oh. Trời. Chết rồi. Ơ nhưng mà hồi nãy là em tự chọn mà đúng không? Không ạ, chắc là đúng rồi. Rồi, cảm ơn những món quà rất là dễ thương của Trang nha. Và chị thấy là trong cuộc sống của mình đôi khi cũng cần những sự liều lĩnh như vậy á các em. Giống như cơ bản là Trang cũng giống như là những cô gái đã đến với chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ, họ đã đánh cược và họ đã có một sự liều lĩnh. Bởi vì chị biết chắc rằng ai trong số các cô gái ấy cũng đều hiểu rằng sẽ có khả năng bị từ chối, nhưng mà họ vẫn liều lĩnh đến đây để có thể thổ lộ, để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Và chị nghĩ là sự liều lĩnh trong cuộc sống là một điều thú vị và cần nên có, đúng không nè? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang từ khóa kế tiếp nha. Anh muốn hỏi Minh Trang một câu, đó chính là anh, em, chúng ta. Tại sao lại có một cái câu rất là hay như này nhỉ? Hai, anh, ba, em, yo. Chúng ta. Theo các anh thì các anh sẽ chọn anh, em hay là chúng ta ở trong chuyện tình cảm ạ? Tất nhiên là sẽ chọn chúng ta. Nếu mà bản thân anh thì chắc chắn anh sẽ chọn chúng ta rồi. Em sẽ giải thích qua một chút nhá. Anh em, tức là ở trong tình yêu ấy, thì sẽ có những chuyện riêng. Chúng ta sẽ có những chuyện riêng ấy. Thì tức là anh có chuyện của anh, em có chuyện của em. Anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống của em. Thì gọi là anh em. À. Rồi. À. Còn chúng ta có thể hòa nhập vào cuộc sống của nhau thì gọi là chúng ta. À. Sâu xa, ý nghĩa. Anh chọn chúng ta. Vậy còn Trang? Em. Em chọn anh, em hay là chúng ta? Em đã từng bị người yêu cũ giấu kín bí mật riêng của anh đấy. Và em và người yêu cũ của em thì có yêu nhau vài tháng. Thì sau đó em phát hiện ra qua một người bạn của anh đấy là anh đấy có vợ và có con. Ui. Wow. Oh my god. Vâng. Lúc đó em chỉ xem điện thoại thôi. Thì em có nhắn tin cho anh người yêu cũ để em hỏi. Thì anh đấy chỉ trả lời là
anh đang ở quê, có gì mai nói chuyện. Rồi anh ấy tắt máy. Sau đó thì hôm sau anh ấy lên thì anh ấy có gặp em. Thì anh ấy chỉ nói với em là trước kia thì anh có hỏi em là em có muốn biết chuyện quá khứ của anh không? Thì em trả lời là không, em chỉ cần quan tâm đến tương lai thôi. Vì thế nên anh mới không nói. Và em có hỏi anh ấy là thế con của anh là quá khứ ư? Thì anh ấy im lặng và anh ấy nói là anh ấy đã không còn sống với vợ nữa rồi. Thì em có bỏ qua. Và em và anh ấy có yêu nhau một thời gian nữa. Thì em phát hiện ra anh ấy nói dối em rất là nhiều. Và anh ấy luôn luôn mất tích vào tầm cuối tuần. Cuối tuần là điện thoại anh ấy sẽ tắt và anh ấy sẽ mất tích khỏi Hà Nội. Thì từ lúc đó thì em mới quyết định rời xa. Và ở trong chuyện tình cảm ấy thì em sẽ chọn chúng ta. Nhưng mà khi mà chuyện đó đang diễn ra, em có mạnh mẽ như bây giờ không? Em luôn luôn cười và em luôn luôn mạnh mẽ. Chỉ có cái hôm đầu tiên em biết thì em khóc thôi, còn lại thì em sẽ không khóc. Và đến tận bây giờ thì em vẫn chưa biết là anh đấy đã ly dị vợ hay chưa. Nhưng mà đến giờ thì thực sự là không còn quan trọng nữa rồi. Mất bao lâu thời gian thì em mới có thể xem câu chuyện này trở nên nhẹ nhàng? Chắc là một tuần ạ. Tuần. Wow. Wow. Cô gái này cực kỳ quyết đoán nhá. Hồi đấy em có một suy nghĩ đó là ai cũng có cuộc sống riêng thì mình nên tôn trọng cuộc sống riêng của người ta. Nhưng mà sau đó thì em thấy hối hận là em muốn xen vào cuộc sống của người em yêu. Thực ra cái đấy là cái điều kiểu mong cầu chính đáng mà. Đó, cái đó là điều hiển nhiên mà ai yêu nhau thì cũng nên như vậy để cho cảm thấy có một cái cảm giác an toàn. Là các em đang nói là nếu mà trong một mối quan hệ tình yêu thì lâu lâu mình cũng có một chút kiểm soát hả? Bản thân em á là em thấy là cái việc mà hai người yêu nhau một cách nghiêm túc á thì người ta sẽ không bao giờ sợ mà cái đối phương sẽ xen quá nhiều vào cuộc sống của mình. Đúng rồi. Tất nhiên là mình vẫn sẽ dành cho đối phương những cái không gian riêng, dành cho đối phương những lúc mà có bạn bè hay như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mà thật sự hai người đó yêu nhau trong sáng thì người ta không có vấn đề gì mà người ta sợ là đối phương sẽ liên quan quá nhiều về đời tư của mình. Thì đó là quan điểm của em. Cái từ chúng ta ấy, thực ra là em không phải muốn xen vào cuộc sống của người em yêu quá nhiều, mà là em chỉ muốn là ngày đấy anh đấy làm gì, anh đấy đã làm việc gì, ở đâu. Hồi trước thì em chưa từng biết là người yêu em làm việc gì luôn ấy. Chưa biết người yêu em ở đâu. Em chưa bao giờ em biết cả. Em có bao giờ hỏi người yêu em? Em không hỏi. Em với người yêu em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Người yêu cũ em ấy. Em với người yêu cũ em yêu nhau được anh đấy tán em hơn 1 năm. Và em và anh đấy chính thức quen nhau thì được tầm 5 tháng. 5 tháng? Nhưng mà lại không biết những cái vấn đề đấy đúng không? Em không biết gì về anh đấy cả. Đến tận bây giờ em vẫn không biết gì về cả anh đấy cả. Nhưng mà khi đấy là em không muốn hỏi, cũng không muốn biết hay là như nào, hay là tôn trọng anh ấy nên không hỏi. Đầu tiên là em tôn trọng. Thứ hai là em cũng không muốn hỏi, bởi vì em cũng muốn người yêu em dành cái không gian riêng tư cho em, cho nên là em sẽ không hỏi. Ý là sau này nếu mà em có người yêu em có muốn hỏi không? Thực sự là em cũng không muốn hỏi. Sử như là sau này em có người yêu thì em sẽ muốn kiểu đi ăn đi chơi cùng bạn bè của người yêu em. Hay là muốn biết anh đấy làm công việc gì, muốn biết nhà anh đấy ở đâu, muốn biết gia đình anh đấy. Nếu như một trường hợp xảy ra là bạn bè anh ấy, người yêu mới của em tương lai thì cũng sẽ nói với em về những điều không hay về người yêu em thì sao? Em chỉ tin vào cảm nhận của em thôi. Bởi vì em yêu bằng con tim mà. Thì em thấy người yêu em như thế nào thì em sẽ cảm nhận như vậy. Chứ còn em ít khi em nghe từ người ngoài lắm. Anh người yêu cũ kia em biết bởi vì anh đấy
có thể hiện rất nhiều ở trên Facebook. Biết rằng khi mà yêu nhau, con trai con gái thì người yêu bạn nam sẽ theo cái những mọi người suy nghĩ thì sẽ hỏi han những bạn nữ mà người yêu mình đúng không? Nhưng mà thật ra tụi con trai cũng rất là thích người yêu của mình hỏi thăm mình, cũng muốn là anh đang làm gì vậy, anh ăn cơm chưa, hay là anh hôm nay của anh thế nào, cũng muốn được sự hỏi thăm á. Thực ra thì cái vấn đề mà chuyện mà kiểu hỏi thăm này thì anh nghĩ nó gọi là cái chuyện cơ bản trong tình yêu, chứ không phải là cái chuyện gọi là mong muốn hay là xen vào cuộc sống của nhau thôi. Anh nghĩ đấy là điều cơ bản nhất. Thực ra là tại vì hồi xưa là mối tình đầu, cho nên là em mới yêu mà, cho nên em chọn anh em. Và đến bây giờ thì em đã rút ra kinh nghiệm, cho nên em chọn chúng ta. Và những gì các anh vừa nói vừa nãy thì em có hiểu hết. Và em sẽ rút kinh nghiệm cho mối tình sau. Mà cũng không thể nào trách em được, bởi vì một phần là bạn trai ấy cũng đã cố tình giấu em rất là nhiều thông tin của anh ấy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì cũng chúc mừng em là em đã vượt qua được câu chuyện này và em cũng đã rất là mạnh mẽ. Nhưng chị vẫn có một lời khuyên cho em, cũng giống như là tất cả mọi người ở đây, trước khi chúng ta bắt đầu vào một mối quan hệ nào đó thì chị nghĩ chúng ta nên có một sự tìm hiểu thật là kỹ càng để tránh những điều không hay xảy ra sau này nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang từ khóa tiếp theo nha các em. Xin mời Đức Ứng. Em muốn hỏi từ học yêu ạ. Đức Ứng bây giờ mới học yêu. Em học yêu xong em đã tốt nghiệp chưa? Em đang trên đường đi lấy bằng đấy ạ. Thế hôm nay anh chúc em sẽ lấy được bằng. Không, nhưng mà anh nghĩ yêu học tới bao giờ mới lấy bằng? Thì đâu ai định nghĩa được tình yêu đâu. Học mãi không mãi, nó còn mãi luôn á, chứ bao giờ mới lấy bằng được. Đến anh Huy bây giờ còn chưa lấy được bằng, nghĩ gì. Rồi bây giờ Minh Trang sẽ chia sẻ về từ khóa học yêu của mình nha. Đấy, như theo mọi người cảm nhận thì từ trước giờ em chưa hề có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Cho nên là em rất thích xem những clip ở trên mạng, hay là những bộ phim mà có những cảnh lãng mạn ấy. Em sẽ học theo và em sẽ ghi lại, hoặc là em sẽ lưu video đấy lại để em làm cái tiền đề để sau này em có thể thực hành. Có anh nào muốn lên thực hành với em không ạ? Diễn viên đâu rồi? Anh Huy. Em mời anh Trung Huy. Đây là tiểu phẩm. Anh ơi muốn nhép gì phím em câu nhá. Học gì? Anh Huy học yêu. Anh nào có bằng yêu chưa? Anh nào có bằng yêu chưa? Anh vẫn đang đi học. Bây giờ nhá. Mình sẽ ở trong một tình huống anh là người yêu của em. Anh xin em để em đồng ý cho anh đi chơi một mình. Rồi. Anh chiều nay cho anh đi chơi nghe. Anh chiều nay cho anh đi chơi nghe. Qua nhà Đức Ứng chơi cùng với mấy anh em. Để làm gì? Để nhậu một bữa. Nhà Đức Ứng ở đâu? Nhà Đức Ứng ở đâu? Nhà Đức Ứng ở Cống Lợ anh ơi. Cống Lợ. Ở Bình Thạnh. Ở Bình Thạnh. Anh Đức Ứng đang có người yêu chưa? Anh Đức Ứng cũng đang ế giống như mấy anh kia, chỉ có anh có người yêu thôi. Bây giờ em sẽ nói một câu thơ. Anh đối được em sẽ cho anh đi. Wow. Chà. Đơn giản. Trăng thanh gió mát trong lành. Đang yên đang lành lại đòi đi chơi. Đang yên đang lành lại đòi đi chơi. Đi chơi để bớt chơi vơi. Đi chơi để bớt chơi vơi. Đi chơi để bớt chơi vơi. Hả? Rồi về tiếp tục yêu em thật nhiều. Rồi về tiếp tục yêu em thật nhiều. Hay quá anh ơi. Bận nó đâu. Tại sao anh lại chơi vơi? Tại sao anh lại chơi vơi? Oh my god. Bảo với em anh chơi vơi à?
Anh... Khi mà em đang ở đây cơ mà. Đúng, đúng rồi, nhưng mà anh đó là thơ thôi, anh đón cho dần thôi. Đó là thơ thôi, anh đón cho dần thôi. Không, không, không được là thơ, anh nói như thế là anh... Anh sợ mấy ông bạn chơi với em rồi. Không cho đi nữa ở nhà. Anh không muốn ở nhà với em đúng không? Tất nhiên là muốn ở nhà với em rồi. Không. Nhưng mà anh lỡ hứa với Đức Ứng rồi sao giờ? Anh lỡ hứa với Đức Ứng hay là anh chọn em? Bây giờ thì cậu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho Trung Huy thôi. Anh Huy ơi, alo. Anh Huy ơi. Anh nghe Đức Ứng ơi. Qua nhà em chơi đi, bạn bè đợi lâu lắm rồi đấy. Rồi, đợi anh xíu nha, anh đang trục trặc gia đình cái. Hả? À, em nói chuyện với Đức Ứng không? Không. Alo. Bật loa ngoài anh ơi, bật loa ngoài. Rồi. Cho. Đợi anh xíu. Em ơi, anh em đợi bệnh. Bây giờ em sợ cái gì, anh đi thì em sợ cái gì? Tại sao em không cho anh đi? Tự nhiên em thấy chơi vơi. Hay thôi mình cùng đi chơi anh nhở? Nhưng mà mấy anh em hôm nay là chỉ có những người con trai với nhau anh thôi. Anh không muốn đi chơi với em đúng không? Anh không muốn đi chơi với em. Anh muốn đi chơi với em. Anh muốn đi chơi với em. Anh muốn đi chơi với em. Nhưng mà... Không, rõ rồi không nhưng gì nữa. Không, rõ rồi không nhưng gì nữa. Mời anh về chỗ. Mời anh về chỗ. Hết giờ. Trời ơi. Xin lỗi. Đây, sẵn đây tôi hỏi anh em, vô trường hợp này thì anh em giải quyết như thế nào? Alo anh ơi, hôm nay sinh nhật em, anh có đi không? Đó, bây giờ anh giải quyết như thế nào? Thì hôm nay sinh nhật em nè, bắt buộc anh ra long lên, ra long lên. Long lên đi. Em lên đi. Rồi, em dở mấy cái này lắm. Dạ đâu, mời yêu. Đây là một bài học đáng nhớ đấy. À, cậu yêu mà. Cố rồi, lên. Cố lên cậu, cố lên cậu. Cậu mà được đi là tôi nể cậu lắm luôn đấy. Rồi, đấy rồi, em sẽ cố gắng bằng hết sức những gì mà. Bây giờ thì em sẽ cho anh một tình huống khác nha. Rồi, tình huống khác. Lê lêu. Con tim loạn nhịp. Em thích anh. Nhưng không biết anh nào ạ. Em mời anh về chỗ. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Tim anh này đập rất là nhanh. Em càng nói tim anh này càng đập. Thật sự là em rất là sao? Đang đòi đi chơi hả? Là tim em đang đập rất là mạnh luôn á. Ôi, bạn em bị xịt keo rồi. Mà là anh nói không nên lời, tức là anh bồi dối trước em, tức là anh thua rồi. Là con gái luôn đúng với cậu, cậu về thôi. Ý là hồi nãy là Trang nói là em thích anh, thế là Gia Long phải cảm nhận cái thích đó, cái xong vừa đang cảm nhận cái tim đang đập nhanh, cái tính trả lời cái Trang kêu về luôn. Cái Trang kêu về luôn. Thua rồi thì thua rồi, Long về chỗ đi. Rồi thua hết giờ về chỗ. Trời ơi. Kém quá Long ơi, thất vọng về Long quá. Bây giờ chị xin mời một chàng trai ít nói, thanh niên nghiêm túc lên đây mình học yêu thử nha. Xin mời Lohan. Xin mời Lohan. What? Đó là phải là quan trường chứ chị. Hey. Em sẽ cho đấy khen người anh của anh chị. Cố lên. Anh ơi, hãy đem đừng về. Đừng làm anh em tức giận. Mình thả thính đi. Anh thả thính em một câu đi. Hình như anh... Tim của anh đập hơi nhanh, anh không biết tại sao nữa. Ồ, em dễ thương quá nhở, em ăn cơm chưa? chưa gì tim ông sắp rụng ra ngoài rồi này. Tim anh đập nhanh rồi, tức là anh thích em rồi đúng không? Anh... Ui,
Vậy thì lát nữa anh nhớ bấm tỏ tình với em nha. Oh my god. Anh sắp chuẩn bị mời anh về chỗ ấy nơi rồi. Anh đấy không nói lên lời, mọi người làm chứng giúp em nhá. Mời anh về chỗ. Trời đất ơi. Trời ơi. Anh không biết mình đang ở đâu, đây là ai? Anh không biết mình đang ở đâu, đây là ai? Tôi ở đâu? Tim anh ngừng đập luôn rồi. Em thì không có gì đặc biệt cả, nhưng mà em đặc biệt thích Han. Nhưng mà em đặc biệt thích Han. Rồi hết rồi, mời anh về chỗ ạ. Không, thất bại. Giờ là ba người rồi đó. Hết giờ. À, thú vị quá ha. Học yêu thú vị không? Khó quá chị ơi, cô giáo này khó quá à. Cô giáo này khó. Nhưng mà bây giờ mấy bạn dưới đây là chắc có lẽ là chưa tốt nghiệp được hả em? Thì em cũng chưa tốt nghiệp mà. Bây giờ thì mình chuyển sang từ khóa tiếp theo nha. Xin mời Lohan luôn đi. Không, kiểu như tới từ đó là kiểu như nãy giờ anh cảm giác là em rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng và rất là mạnh mẽ và rất kiểu như là anh sai rồi, anh sai rồi. Xin lỗi đi anh. Theo em nghĩ từ Âu này là từ kiểu ngạc nhiên ấy, kiểu là ồ sao lại vậy, hoặc là ồ phải làm gì đây, kiểu đấy. Cái này là ồ em... mà còn có nữa hả? Đó là âm thanh mà em rất thích nghe được từ những bạn bè của em khi mà họ nhận được quà của em. À, ngạc nhiên đó. Bởi vì em là một người rất là thích lãng mạn và em thích tạo bất ngờ cho người khác, đặc biệt là với con gái. Giả sử như là bạn em đang làm ở công ty thì em có thể bất ngờ đặt ship một bó hoa đến tặng cho bạn em. Hay là em đang lướt trên mạng, em thấy cái bánh này rất là xinh, em có thể đặt để tặng cho các bạn của em. Và khi em thấy họ nhận được những món quà của em ấy, thì họ rất là vui và hạnh phúc. Từ đó thì em cũng thấy rất là vui và hạnh phúc. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là em đã nhận được rất là nhiều lời tỏ tình từ các bạn nữ. Nhưng mà em thì em cũng thích được tặng quà, cũng thích được tạo bất ngờ và cũng thích được có người yêu để có thể lãng mạn. Cho nên là em mới đến đây kiếm người yêu, vì em cũng là con gái thôi. Hồi nãy Minh Trang có chia sẻ là bạn ấy rất là thích những người bạn của mình, khi mà nhận được món quà của mình sẽ ồ lên á. Wow. Rồi Trang vui chưa? Oh my god. Trang vui chưa? Nó vui nhưng mà thấy hơi hơi giả. Hơi giả chân hả em? Thật mà đây là những cái cảm xúc thật. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến với từ khóa cuối cùng của Trang nha. Đó là nhìn vậy mà không phải vậy. Mọi người nhìn em ấy, từ nhỏ đến giờ thì mọi người tưởng em sống rất là vui, rất là hạnh phúc. Và mọi người nghĩ em là rich kid, đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà thực ra là không phải vậy. Từ nhỏ thì vào năm 3 tuổi em đã nhận thức được và em đã bị ám ảnh bởi những sự bạo hành. Sau đến năm em 5 tuổi thì bố mẹ em chia tay.
và em phải về nhà bà ngoại sống. Mẹ em thì đi nước ngoài. Em lúc đó em còn nhỏ mà. Lúc đó nhà bà ngoại em thì có bà ngoại em và cậu em. Em rất ít khi gặp và hai người đó là hoàn toàn xa lạ đối với em. Và trong 12 năm em học ở nhà bà ngoại em luôn sống trong trạng thái sợ hãi. Lúc nào em cũng phải... Em sợ, thứ nhất là em sợ, thứ hai là em sợ bị đánh. Em rất sợ luôn và em rất cô đơn. Em cảm giác là mình bị tự kỷ vì về nhà em không nói chuyện với ai cả. Về nhà em chưa bao giờ em dám nói chuyện, em cũng không dám nói chuyện luôn ấy. Em rất là sợ. Và cho đến năm em ra trường, năm lớp 12, em bắt đầu em sống riêng. Và đúng ngày em ra trường là ngày mẹ em về. Em và mẹ em xa nhau 12 năm. Thì em tưởng là em và mẹ em có một cuộc sống sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà không hề. Em và mẹ em không hề hiểu nhau. Mẹ em thì luôn muốn em là đi du học. Còn em thì nói với mẹ em là con và mẹ đã xa nhau 12 năm rồi. Bây giờ mình xa nhau tiếp thì bao giờ con mới được sống với mẹ. Và cứ như thế em và mẹ cãi nhau, cứ như thế thôi. Và đến đỉnh điểm là em phải vào Sài Gòn. Em phải bỏ vào Sài Gòn để làng tránh chuyện đấy. Em vào một thời gian thì nói chung là khi vào đây thì cuộc sống của em cũng rất vất vả. Ở trong đây thì em không quen ai cả. Và em vào đây em được làm công việc mình yêu thích. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Và sau đó thì vì quá thương mẹ cho nên là em có về Hà Nội. Và em đi học ngành mà mẹ em muốn. Dần dần thôi em và mẹ em thì cũng đến tận bây giờ thì em và mẹ em bắt đầu là có những sự kết nối, có những điểm chung. Và bây giờ thì em và mẹ em rất thích đi du lịch với nhau. Em cảm nhận là khi mà đi du lịch ấy, thì mình học hỏi rất được nhiều thứ này. Mình có thể giảm stress này, ngắm cảnh này. Và ngoài ra thì mình có thể gắn kết sự yêu thương với nhau. Đó là cuộc sống của em trong 12 năm. Nó rất là ác mộng với em. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em luôn cảm ơn cái quá khứ của em. Vì cái quá khứ của em cho nên là mới có em ngày hôm nay. Mới có sự mạnh mẽ này và mới có sự yêu đời này. Hiện tại thì từ năm em ra trường, em chưa bao giờ khóc, em chưa bao giờ buồn. Và em luôn luôn thấy happy vì cuộc sống này. Giữ nha, giữ cái đó nha. Vậy thì nhìn vậy mà không phải vậy là sao? Nhìn vậy mà không phải vậy tức là mọi người nhìn em tưởng em rất là hạnh phúc, rất là giàu, rất là happy với cuộc sống. Nhưng mà mọi người không hề biết cái quá khứ của em. Hầu như là kể cả bản thân của em cũng không hề biết. Nhưng mà hiện tại em cũng là rất là vui mà đúng không? Hiện tại thì em sống rất là hạnh phúc, rất là happy. Thì nhìn em hạnh phúc, nhìn em vui thì đúng như vậy rồi chứ không phải vậy gì nữa. Em nhìn thấy anh em cũng hạnh phúc mà. Em nhìn thấy anh em cũng hạnh phúc mà. Wow. Oh. Câu này thật lòng hay là trên mạng? Thật lòng. Nãy giờ thì mình nói chuyện với cô gái này thì chắc chị nghĩ là các em cũng một phần nào đó cảm nhận rất là nhiều về cô gái này rồi đúng không? Bây giờ thì chị mời từng chàng trai gửi đến cô gái này một lời nói gì đó mà các bạn đang nghĩ ra ngay bây giờ cho Minh Trang nha. Em trước. Ủa? Mời chú Huy. Tại vì nếu mà đợi tới lượt em quên.
Thực ra thì anh nghe em nói á, ai cũng có quá khứ cả và ai cũng có nỗi đau cả, nhưng mà em là người mạnh mẽ để vượt qua và em đang trưởng thành. Có em như bây giờ thì anh cũng là chúc mừng em, và anh mong là em cũng giữ được cái cảm xúc đó và giữ được cái suy nghĩ đó để mà hạnh phúc, để mà vui vẻ hơn. Và cái mà cái từ phá mà oh wow là cái mà anh đang đi tìm nó, có nghĩa là cho đi á. Anh đang thấy em rất là hay cái chuyện đó, là em sống cho đi, thì anh cũng mong là em giữ cái đó để cho làm mọi người hạnh phúc, tại vì làm mọi người hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc mà, đúng không? Anh mong em cứ như vậy, cứ là em, cứ tự tin, cứ hạnh phúc và cứ cho đi. À, anh vậy thôi. Em cảm ơn. Quang Trường, em muốn nói gì đúng không? Lại lên. Nãy bạn có tặng em một con ốc sen thì em tặng lại bạn một con nhím bông. Thì con nhím này nó mang một cái ý nghĩa là bên ngoài rất là gai góc nhưng bên trong thực sự rất là đáng yêu đó. Thì mình luôn chúc bạn là mạnh, có thể mạnh mẽ bên ngoài nhưng mà con gái thì yếu đuối một chút cũng không sao cả. Em yếu đuối mà. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh ha. Cảm ơn Quang Trường. Xin mời Canh Chun. Em thấy hiện giờ của bạn đã rất là happy rồi. Em thử muốn hỏi bạn nữa là em có muốn một cái điều gì đấy trong tương lai không? Điều thứ nhất đó là em sẽ mở được thêm nhiều chi nhánh quán em. Điều thứ hai là em sẽ có người yêu. Và điều thứ ba đó là cùng người yêu em đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc sống thật là tuyệt vời này. Anh chúc em những cái điều đấy sắp tới chắc chắn sẽ đạt được. Wow. Đi cắt thằng nó quá. Hay quá vậy ta. Hay quá. Anh tin là em sẽ làm được. Cảm ơn Kim Chun, Rohan. Chúc em là sau này em sẽ tìm được một người đàn ông tốt và an toàn để em có thể muốn hỏi và thực hiện. Không cần hỏi người ta cũng nói. À, hoặc là không cần hỏi người ta cũng muốn chia sẻ cho em. Rồi, cảm ơn những lời chúc rất là ngọt ngào từ các chàng trai. Và ngày hôm nay Minh Trang đến đây với năm từ khóa. Chị nghĩ là năm từ khóa vô cùng thú vị và đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều thông điệp tích cực trong cuộc sống. Bởi vì khi ngồi nói chuyện đây thì chị chắc chắn rằng các em cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng rất là tích cực từ cô gái mạnh mẽ này, đúng không nào? Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà chị tin rằng các em sẽ rất là thích. Trò chơi. Rồi, vậy thì còn chần chờ gì nữa? Xin mời quý vị khán giả, mời 8 chàng trai và mời Minh Trang, chúng ta sẽ đến với phần Trò chơi. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ hoàn mỹ.